mang chúng tôi. Chúng tôi vẫn phải đồng hành và cùng chia sẻ với những anh chị em đó. Còn con. Chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Maria Võ Thị Ngọc Bích, có ở bên Mỹ về. Vâng, thêm một người Mỹ nữa, người Việt ở bên đất Mỹ. Chúng ta có ba người ở bên đất Mỹ về để làm chứng. Con được ơn gì? Con nói to lên cho mọi người nghe. Dạ, con được ơn hắn cãi. Đầu năm 2017 con có tới đây nhưng mà con không gặp cha. Rồi thì khi con về bên đó thì con có đi hành hương lòng Chúa thương xót ở bên Ba Lan. Thì con có tới đó và con được nghe tiếng Chúa. Dạ, thì sau đó thì con bỏ hết tất cả, là con sốt sắng con làm tông đồ cho Chúa. Thì được tới nay là 2 năm. Thì tháng 9 vừa rồi tự nhiên cái con ngã bệnh, con mất ngủ. Thì tới nay là đúng 4 tháng con mất ngủ, con không ngủ. Thì trong cái mất ngủ đó con bị trầm cảm. Thì con có những cái suy nghĩ nó ảo tưởng y như là cái người tâm thần á cha. Rồi mất hết niềm tin vô Chúa, không tin Chúa luôn. Có cái tiếng nói ở trong đầu mình đó là Chúa với mẹ bỏ mình rồi, mình tội lỗi lắm, Chúa mẹ không tha thứ đâu. Và con mất hết niềm tin, nghi ngờ hết tất cả mọi người. Nó có cái biểu hiện như là cái người điên á. Rồi á, nhà con thấy chữa bác sĩ bên đó cũng không hết nữa, đi bác sĩ, đi emergency cũng không tìm ra. Thì đem con về đây để đi Cha Long, nhưng mà con chống đối, con không tin. Con nói là Chúa con chữa con không được thì cha là làm sao mà chữa được. Con không có tin, con chống đối lắm. Thì cách đây, ngày hôm nay ngày thứ ba, hôm nay là đúng 2 tuần, nhà con ép con tới đây. Con cũng không tin, con đi lòng vòng ngoài, con không chịu đặt tay. Và con chỉ có tới ảnh lòng Chúa thương xót, con cầu nguyện khoảng 10 mấy phút thôi. Rồi con đi về. Thì con về xong con vẫn còn mơ hồ lắm, không tin. Nhưng mà từ lúc đó xong rồi, từ từ xong cái con... Từ lúc đó xong cái con đọc kinh lại. Tại vì con lần chuỗi, hàng ngày con lần 3-4 chuỗi đó. Nhưng mà khi mà con ngã bệnh là con mất hết lòng tin luôn. Con khô khan lắm. Thì từ lúc con đi cha tuần, cách đây 2 tuần về, thì cái bắt đầu con có cảm giác lại. Con đọc kinh lại. Từ xong cái con đi lễ lại. Ngày Chủ nhật tuần cách đây tuần vừa rồi, con chịu đi lễ lại. Chứ con bỏ lễ, ai kêu con đi lễ là con sợ lắm. Nhìn Chúa hay là đi bắt đi nhà thờ là con rất là sợ. Dạ, thì con tỉnh lại bắt đầu chính thức là 1 tuần. Thì hôm nay thứ ba con lên là tuần thứ hai là con tỉnh hẳn luôn. Dạ, con tỉnh hẳn luôn, không con nhớ lại tất cả luôn. Tỉnh hẳn rồi cha. Hallelujah! Bây giờ chị đã tin chưa? Con tin à. Nói mạnh lên, chị đã tin chưa? Con xác tín rằng con tin à. Hallelujah! Chưa thấy không? Luôn luôn là có thử thách và đòi hỏi có sự kiên nhẫn. Chị ấy bị ma quỷ nó thử thách là không có gì hết đó. Đó là ma quỷ, không có lòng thương xót Chúa gì cả. Đừng có tin vào cái chuyện mà ông cha Long hay là chuyện gì ở đây đều là bịa đặt, là vân vân và vân vân hết. Đó là tiếng nói của to lên để cho ma quỷ nó chạy đi. Đó là tiếng nói của đó là tiếng nói của chống đối lại lòng thương xót Chúa, là tiếng nói của chống đối lại những người mà tin vào lòng thương xót Chúa, là chống phá lại công cuộc của lòng thương xót Chúa. Những người đó thuộc về, rõ ràng như vậy. Chúng ta vạch mặt chỉ tên ra cho nó rõ để mình không có bị ngã lòng. Vì công việc đó là của ma quỷ, còn công cuộc lòng thương xót đó là của Thiên Chúa. Chị ấy đã đến đây mà ma quỷ nó vẫn không cho chị ấy đến cơ mà. Từ Mỹ người ta ép về đây, mà mặc dù chị lại là người được Chúa yêu ái là cho đi hành hương tới Ba Lan, tới tận nơi mà chị Faustina được Chúa hiện ra ở đó. Mặc dù tôi là người rất khao khát đi, đã có vé đi rồi, chỉ cần cầm lên máy bay đi đến nơi thôi, mà vẫn không đi được vì người ta cản phá, vì những người có quyền không cho đi, mình đành phải vâng lời mà chịu thôi. Đấy thưa anh chị em, có những cái mà mình muốn và không có được. Còn có những người được như vậy mà lại không nhận ra, và lại để cho ma quỷ nó chiếm hữu mình. Nhưng Chúa không chịu thua. Đây, gửi tặng chị. Con xin một ơn thứ hai. Vâng. Thì con nghĩ là Chúa thương con thông qua cái sự thử thách này.
Và cái sự mà chịu đựng đau khổ của con thì cho gia đình chồng con, và chồng con hiện là vẫn là không có đạo. Chồng con mấy chục năm nay không theo đạo. Thì con có khuyên nhiều lắm nhưng mà anh vẫn không tin. Nhưng mà con nghĩ là qua cái biến cố này, chồng con và gia đình chồng con thấy được là lòng Chúa thương xót chữa con. Tại vì trong những tháng con bị bệnh thì gia đình con khổ sở lắm, không biết con bệnh làm sao. Đó, thì con nghĩ là Chúa thông qua con để mà cho gia đình chồng con thấy được cái phép lạ. Thì con đứng ra con làm chứng sáng nay, thì bắt đầu là con lôi được coi như ba mẹ chồng con xin đi theo. Chồng con xin đi theo sốt sắng lắm, và cả sớm con những người bên Phật không đi hai xe đi theo đây, đang ngồi ở ngoài đây à. Hallelujah. Đây gửi tặng cho chị cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tập San giờ mẹ đến với Chúa số xuân, xin được gửi tặng cho chồng của chị, gửi cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho mẹ chồng cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, gửi tặng cho người chưa biết đến lòng thương xót Chúa cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là hai cái đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót để anh chị gắn trên chiếc xe của mình nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Hallelujah. Rồi, xin mời.